hãy gặp gỡ chú chuột Hickory Dickory cùng với xe lửa Bob. Hickory Dickory đo, chuột ta chạy lên đồng hồ, đồng hồ điểm một. Chuột ta chạy xuống, Hickory Dickory đây, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory Dickory đo, chuột ta chạy lên đồng hồ, đồng hồ điểm hai. Chuột ta ngã xuống, Hickory Dickory đây, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory Dickory đo, chuột ta chạy lên đồng hồ, đồng hồ điểm ba. Và chuột ta trốn, Hickory Dickory đây, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory Dickory đo, chuột ta chạy lên đồng hồ, đồng hồ điểm bốn. Chuột ta ngã xuống, Hickory Dickory đây, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory Dickory đo, chuột ta chạy lên đồng hồ, đồng hồ điểm năm. Chuột ta ngã xuống, Hickory Dickory đây, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory Dickory đo, chuột ta chạy lên đồng hồ, đồng hồ điểm sáu. Chuột lại ngã lăn, Hickory Dickory đây. Chào các em, hãy để tôi hát cho các em nghe về bài hát cây cầu London nhé. London Bridge đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. London Bridge đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng gỗ và đất, gỗ và đất, gỗ và đất. Xây nó lên bằng gỗ và đất, một cô gái đẹp. Gỗ và đất sẽ rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ. Gỗ và đất sẽ rửa sạch sẽ, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng gạch và vữa, gạch và vữa, gạch và vữa. Xây nó lên bằng gạch và vữa, một cô gái đẹp. Gạch và vữa sẽ không chịu được đâu, không được đâu, không được đâu. Gạch và vữa sẽ không chịu được đâu, một cô gái đẹp. Xây nó lên với sắt và thép,
sắt và thép, sắt và thép, xây nó lên với sắt và thép, một cô gái đẹp. Sắt thép không bị uổng công, bị uổng công, bị uổng công, sắt thép không bị uổng công, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng bạc và vàng, bạc và vàng, bạc và vàng, xây nó lên bằng bạc và vàng, một cô gái đẹp. Lên đến rít đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó, lên đến rít đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp. Cầm che dầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần sồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Ma lung liền cầm che dầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần sồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Ma lung liền cầm che dầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần sồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Ma lung liền cầm che sầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần sồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Các bạn hãy nhảy đi nào. 1, 2 buộc dây liền tay. 3, 4 mở cánh cửa lớn. 5, 6 nhặt que táo. 7, 8 bám thẳng đều. 9, 10 con gà béo cười. Còn nữa. 11, 12 đào liền tay. 13, 14 cô ấy muốn. 15, 16 làm bánh táo. 17, 18 cả đám ngồi chờ. 19, 20 bánh tươi không còn. Hãy nhảy lần nữa nào. 1, 2 buộc dây liền tay. 3, 4 mở cánh cửa lớn. 5, 6 nhặt que táo. 7, 8 bám thẳng đều. 9, 10 con gà béo cười. 11, 12 đào liền tay. 13, 14 cô ấy muốn. 15, 16 làm bánh táo. 17, 18 cả đám ngồi chờ. 19, 20 bánh tươi không còn. 1, 2 buộc dây liền tay. 3, 4 mở cánh cửa lớn. 5, 6 nhặt que táo. 7, 8 bám thẳng đều. 9, 10 con gà béo cười. 11, 12 đào liền tay. 13, 14 cô ấy muốn. 15, 16 làm bánh táo. 17, 18 cả đám ngồi chờ. 19, 20 bánh tươi không còn. Bạn có vui không? Hẹn sớm gặp lại. Này các em, hãy hát bài hát về cô bé Bu Biết, người đã làm mất con cừu đó. Cô bé Bu Biết
là mất cứu con, và cô không biết mai tìm chú ở đâu. Để cứu một mình mà nó sẽ về nhà, vẫy đuôi phía sau để chào đón cô. Cô bé bù bịp và cô đang ngủ thiếp, trong giấc mơ cô thấy cô đang chảy máu. Khi cô thức dậy nó như một trò đùa, bởi giấc mơ đó đã vừa thoáng qua. Và ngày sau đó cô cầm cây gậy nhỏ, cô tìm vị trí để tìm thấy cô. Thấy cô thật rồi nhưng cô vẫn không vui, cô không vẫy đuôi khi nhìn thấy cô. Và rồi một ngày bù bịp lặn mất rồi, cô lang thang trên một đồng cỏ khô. Cô thấy những chiếc đuôi của cô nằm cạnh nhau, nhưng chúng ở cao trên cành lá khô. Bịp thở dài và nước mắt rưng rưng, cô lang thang đến một thung lũng xa. Cố gắng làm những gì để giúp cứu cô mình, có thể vẫy đuôi thì nhìn thấy cô. Cô bé bù bịp làm mất cứu con, và cô không biết phải tìm chú ở đâu. Để cứu một mình và nó sẽ về nhà, vẫy đuôi phía sau để chào đón cô. Này các em, thật là một ngày tuyệt vời. Hãy cùng đi với tất cả bạn bè của chúng ta nào. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nắng nãy lấp lánh chiếu qua, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên dòng sông chúng ta sẽ đi. Lắng nghe nước lặng lẽ chảy qua, chúng ta sẽ đi trên dòng sông. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nào tất cả chúng ta hát vang, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, cánh đồng kia chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó hoa to sắc hương, chúng ta sẽ đến cánh đồng kia. Chào ngày mới thật là vui vẻ, xuống thung lũng chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó chim hót véo von, nơi thung lũng chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nào tất cả chúng ta hát vang, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, khu rừng kia chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó có những bóng cây, khu rừng đó chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, cái hồ kia chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó có cá bơi tung tăng, chúng ta sẽ đến cái hồ đó. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nào tất cả chúng ta hát vang, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Bạn có thích đi xe không? Hẹn sớm gặp lại cùng với xe lửa bóp. Xin chào các bé, chúng ta hãy nhìn vào Mary và chú cừu của cô ấy. Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con,
Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta lon ton theo tàu. Học một ngày chủ theo Mary đi học một ngày, như thế không đúng bao giờ. Chơi đùa cùng với bọn trẻ, chơi rất vui, cười rất nhiều. Cụ con chơi đùa cùng với bọn trẻ, vì thấy cụ con ở trường. Giáo viên liền đuổi chú ra xa, đi ra xa, đi ra xa. Và giáo viên liền đuổi chú ra xa, nhưng chú vẫn nán ở lại. Vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, kiên nhẫn. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó đến khi Mary ra về. Sao tôi thường yêu thương Mary, thương Mary, yêu Mary. Tại sao tôi thường yêu thương Mary, trẻ con thắc mắc hỏi cô. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, bạn ấy biết, cứu con biết. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, cô giáo nói với học trò. Có phải Mary và chú cừu của cô rất đáng yêu không? Hẹn sớm gặp lại các bạn. Chào các em, hãy đi gặp những chú khỉ con vui nhộn cùng với xe lửa bắp. Năm chú khỉ con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khỉ con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú khỉ con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đâm vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khỉ con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú khỉ con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khỉ con trên giường không được nhảy lon ton.
Hai chú khi con trên tường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khi con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú khi con trên giường nhảy lon ton, làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: khi con trên giường không được nhảy lon ton. Vui vẻ không nào? Hẹn sớm gặp lại. Bạn đang cảm thấy cô đơn, khi đó bạn cần bài hát về tình bạn. Ngày cảm thấy buồn chán khi tôi ở một mình. Rồi tôi nhận ra dường như nỗi buồn đang lớn dần. Tôi muốn đi với những bạn mà tôi yêu. Bắt đầu cảm thấy buồn chán khi tôi ở nhà. Bạn bè tôi ơi, những người bạn yêu thích của tôi ơi. Tôi muốn luôn được ở bên bạn, những người bạn tôi yêu. Khi tôi thấy buồn chán với công việc ở trường, tôi còn thể chờ để con quên được ra khỏi cửa. Tôi muốn đi với những bạn mà tôi yêu. Bắt đầu cảm thấy buồn chán khi tôi ở nhà. Tôi muốn đi với những bạn mà tôi yêu. Bắt đầu cảm thấy buồn chán khi tôi ở nhà. Bạn có biết những người bạn mà xe lửa bóp yêu thích là ai? Tất cả các bạn đó, hẹn sớm gặp lại các bạn. Chào các em, các em có muốn gặp cô Polly và búp bê của cô ấy cùng với xe lửa bóp không? Một bé búp bê của cô Polly bện rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ vội vội. Và bác sĩ đến với tuổi to và kẻ mù. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thạt thạt. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói: Polly hay đặt búp bê xuống đó. Rồi viết lên giấy cho một viên thuốc hộp uống. Sáng mai sẽ quay lại và khám một lần nữa. Búp bê đã được Polly chăm sóc và yêu thật nhiều. Cô đắp chiếc chăn và giữ búp bê thật ấm. Buổi sáng bác sĩ đến thăm cho và nở nụ cười. Búp bê đã khỏe hơn thật nhiều nhiều rồi. Búp bê đã khỏe hơn thật nhiều nhiều rồi. Mọi thứ đã trở lại tốt đẹp phải không? Cô Polly yêu búp bê của cô ấy rất nhiều. Ôi trời, hôm nay bầu trời đầy mây phải không? Âm thanh đó là gì? Nó là sấm sét. Mình nghe sấm rền, mình nghe sấm rền. Ô không không, ô không không. Mưa đã rơi rơi từng giọt, mưa đã rơi rơi từng giọt. Tôi ướt rồi, bạn và tôi. Sấm rền, mình nghe sấm rền. Ô không không, ô không không. Mưa đã rơi rơi từng giọt, mưa đã rơi rơi từng giọt. Tôi ướt rồi, bạn
nghe sấm rền, mình nghe sấm rền. Ô không không, ô không không. Mưa đã rơi rơi từng giọt, mưa đã rơi rơi từng giọt. Tôi ướt rồi, bạn và tôi. Chúng ta hãy vào trong và hong khô trước khi chúng ta bị cảm lạnh. Hẹn gặp lại lần sau. Các em có yêu chú gấu Teddy của các em không? Gấu bông ơi hãy xoay tròn. Teddy ơi vui tuôn nào. Gấu bông ơi hãy đánh dây nào. Teddy ơi đi học thôi. Gấu bông ơi nhảy lên cao. Teddy ơi bay lên trời. Teddy ơi xuống đây nào. Gấu bông ơi chạm vào chân. Gấu bông ơi hãy ngủ nào. Teddy ơi nhắm mắt đi. Gấu bông ơi hãy tắt ánh đèn. Teddy ơi trùng ngủ ngon. Hãy để cho gấu Teddy của chúng ta ngủ nhé. Xin chào các bé. Hãy tìm hiểu về các bộ phận cơ thể của chúng tôi trong bài hát đầu vai gối và các ngón chân. Vai, gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Vai, gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào mũi, nào miệng. Vai, gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân. Mặt cá phiêu tày, chân và tay, chân và tay. Mặt cá phiêu tày, chân và tay, chân và tay. Nào tổng, nào hồng, ngón tay và cầm. Mặt cá phiêu tày, chân và tay, chân và tay. Vai, gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Vai, gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào mũi, nào miệng. Vai, gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân. Bạn có thích điều đó không? Tôi sẽ sớm quay trở lại. Hãy kiểm tra chú chó Bingo. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O và Bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O và Bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. N-G-O, N-G-O, N-G-O và Bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. G-O, G-O, G-O và Bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó. O, O, O và Bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó và Bingo là tên chó.
Bingo là tên cho. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O và Bingo là tên cho. Này các bé, hẹn sớm gặp lại các bạn. Tạm biệt. Năm bé ếch đốm trông thật hài hước. Chúng ta hãy xem chúng. Năm chú ếch con đốm tròn ngồi trên khúc gỗ đốm tròn, chú ăn những con côn trùng rất ngon. Một chú bông nghi vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ, sau đó có bốn con ếch đốm xanh. Bốn chú ếch con đốm tròn ngồi trên khúc gỗ đốm tròn, chú ăn những con côn trùng rất ngon. Một chú bông nhảy vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ, sau đó có ba con ếch đốm xanh. Lúc, lúc. Ba chú ếch nho đốm tròn ngồi trên khúc gỗ đốm tròn, chú ăn những con côn trùng rất ngon. Một chú bông nhảy vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ, sau đó có hai con ếch đốm xanh. Quốc, quốc. Hai chú ếch nho đốm tròn ngồi trên khúc gỗ đốm tròn, chú ăn những con côn trùng rất ngon. Một chú bông nhảy vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ, sau đó có một con ếch đốm xanh. Quốc, quốc. Một chú ếch nho đốm tròn ngồi trên khúc gỗ đốm tròn, chú ăn những con côn trùng rất ngon. Ba chú bông nhảy vào hồ, một nơi tốt đẹp mát mẻ, và ta không thấy con ếch đốm xanh. Quốc, quốc. Xin chào các bạn nhỏ, bạn đã gặp gia đình của tê lửa bóp bao giờ chưa nào? Hãy xem ngón tay đầu tiên của bạn, đó là xe lửa bố. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Đây là ngón tay thứ hai, đó là xe lửa mẹ. Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ ba là xe lửa anh. Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ tư là xe lửa chị. Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Và ngón tay cuối cùng là xe lửa em. Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Các bé cảm thấy không vui à? Hãy kiểm tra cái ngón tay thêm một lần nữa nhé. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Đây là ngón tay thứ hai, đó là xe lửa mẹ. Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ ba là xe lửa anh. Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ tư là xe lửa chị. Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Và ngón tay cuối cùng là xe lửa em. Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Thật là tuyệt vời, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Chào các em có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không?
Hùng thì thâm thì ngồi trên bức tường, hùng thì thâm thì ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thì một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thì thâm thì ngồi trên bức tường, hùng thì thâm thì ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thì một lần nữa nguyên vẹn. Đâm thi ngồi trên bức tường, hùng thì đâm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thì đâm thi ngồi trên bức tường, hùng thì đâm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thi đâm thi thật đáng thương, tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại. Chào các em, các bạn có muốn xem thế giới tuyệt vời của đại dương không? Hãy đi cùng với Bob và đừng quên mang mặt nạ thở của bạn. Ta đi qua con sông với mặt nước màu xanh, như tôi dinh và tôi rằng trên mặt biển tôi đi qua. Xem chú cá tôi mong muốn chúng nhảy ra khỏi đường đây, thật là vui bằng thế tin vào nơi tôi. Cá mập bơi tung quanh đó xem con cua với trái càng, cá trình theo bánh xe tôi rất bâng khuâng. Xem mực ông mẹ và con, xem con sứa nó bơi bơi trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Có rất nhiều hoạt động vui vẻ dưới biển, hãy xem chúng là gì nhé. Hãy xem qua hang động đó trên chuyến đi với hai ma, hãy cùng nhảy với sáng hồ và cò bơm ở bên cạnh. Và bạn cũng có thể thấy viên ngọc trai ở trong vỏ, rất nhiều điều bạn có thể tìm thấy. Cá mập bơi xung quanh đó, em con cua với cây càng, cá trình theo bánh xe tôi rất băng khuâng. Xem mực ông mẹ và con, xem con sứa nó bơi bơi trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Và có rất nhiều câu chuyện vui về cuộc sống ở đại dương sẽ cho bạn biết. Chỉ cần hòa mình vào đại dương, bạn sẽ cảm nhận được tất cả. Bơi cùng nhau và cá voi hát những câu chuyện hùng ca, trong thành phố của biển xanh nhưng được lan vàng tươi. Nơi được vua bơi quanh đó với nàng tiên ca màu xanh, và đoàn tàu chạy trên đường dày nổi. Cá mập bơi xung quanh đó, xem con cua với cây càng, cá trình theo bánh xe tôi rất băng khuâng. Xem mực ông mẹ và con, xem con sứa nó bơi bơi trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Đó là một cuộc phiêu lưu thú vị và ướt át. Hãy sớm trở lại để có thêm nhiều cuộc phiêu lưu với xe lửa Bob. Này các em, anh là xe lửa Bob. Hãy để anh nói cho các em biết về tất cả những điều mà mọi người thường làm nhé. Dừng xây đường cao tốc trên sa mạc nồng bộng, thợ xây bận rộn xây lên con đường. Cây trồng được to lớn hay nó trên cánh đồng, được làm bởi những người nông dân đó.
Đây là những thứ mà mọi người thường làm. Tôi thích nhìn ngắm rất nhiều thứ, xem tất cả khi mọi người làm thế giới vận động đây. Và nó hơn thế nữa, để làm việc đó mọi người đến với nhau. Ngọn lửa bị dập tắt trong thành phố hay khu rừng, những người dập lửa hy sinh thân mình. Chưa lành những vết thương cho ta nhiều sức khỏe, đây là những thứ bác sĩ làm đó. Đây là những thứ mà mọi người thường làm. Tôi thích nhìn ngắm rất nhiều thứ, xem tất cả khi mọi người làm thế giới vận động đây. Và nó hơn thế nữa, để làm việc đó mọi người đến với nhau. Tìm ra những điều mới ở trong phòng thí nghiệm, nhà khoa học ấy đã làm điều này. Chia sẻ những kiến thức với những đứa trẻ nhỏ, thầy cô đã giúp cho ta kiến thức. Đây là những thứ mà mọi người thường làm. Tôi thích nhìn ngắm rất nhiều thứ, xem tất cả khi mọi người làm thế giới vận động đây. Và nó hơn thế nữa, để làm điều đó mọi người đến với nhau. Tất cả những điều mà mọi người làm tuyệt vời phải không? Tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Còn 10 bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 9 có 9 bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 8 có 8 bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 7 có 7 bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 6 có 6 bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 5 còn 5 bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 4 có 4 bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 3 có 3 bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 2 có 2 bạn trên giường và một bạn la to, lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. 1 có 1 bạn trên giường và bạn lại la to. Chúc ngủ ngon. เจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝน
ฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนในแก๊กแบ๊กชูต้าให้xem những điều thú vị từ Johnny.Johnny, Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không? Không papa. Nói lao phải không? Không papa. Mời mình ra màu. Ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không? Không papa. Nói lao phải không? Không papa. Mời mình ra màu. Ha ha ha.Johnny, Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không? Không papa. Nói lao phải không? Không papa. Mơ mình ra màu. Ha ha ha. Johnny có phải là một cậu bé nghịch ngợm không nhỉ? Bạn đã nghe câu chuyện về ba chú chuột mù chưa?Ba con chuột mù, ba con chuột mù. Xem cách nó chạy, xem cách nó chạy. Chúng nó phía sau bộ nông dân kia. Ai đã cắt đuôi bằng con dao sắc nhọn? Một cánh như thế trong cuộc sống của bạn là ba con chuột mù.Ba con chuột mù đã kiểm tra mắt nó, đã kiểm tra mắt nó. Bác sĩ cho chúng một chiếc kính đeo vào và chúng bỗng nhìn nhìn mọi thứ rõ ràng. Cảm ơn bác sĩ và chia tay mọi người là ba con chuột mùChuột mù, ba con chuột mù. Chúng đã trở về nhà, chúng đã trở về nhà.
chúng nó phía sau cô nông dân kia. Cô ấy lanh quanh và la hét thật nhiều. Chuột đã giấu đi còn dao sắc của nàng là ba con chuột mù. Chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã mua thuốc kem, chúng đã mua thuốc kem, chúng bôi thuốc kem và chúng hát một bài, và chiếc đuôi kia lại mọc ra thật dài. Chuột đã rất vui và hạnh phúc thật nhiều là ba con chuột mù. Đó là một câu chuyện kỳ lạ. Hẹn gặp lại bạn lần sau. Hãy tìm hiểu về những từ trái nghĩa. Vui vẻ. Buồn. To lớn. Nhỏ. Nóng, lạnh, xa, gần, đêm, ngày, ngắn, dài. Xin chào. Tạm biệt. Nào tất cả mọi người, hãy bắt đầu chèo thuyền. Chèo, chèo, chèo thuyền con, nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo, chèo, chèo thuyền con, nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo, chèo, chèo thuyền con, nhẹ nhàng cùng dòng sông. Nếu bạn thấy cá sấu nổi lên, đừng quên là to. Chèo, chèo, chèo thuyền con, nhẹ nhàng cùng dòng sông. Nếu bạn thấy cá sấu nổi lên, đừng quên là to. Chèo, chèo, chèo thuyền con, nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo, chèo, chèo thuyền con, nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Ôi, thật là mệt mỏi, hẹn sớm gặp lại. Chào các em, các bạn có muốn xem thế giới tuyệt vời của đại dương không? Hãy đi cùng với Bob. Và đừng quên mang mặt nạ thở của bạn. Chúng ta đi qua con sông với mặt nước màu xanh. Như tôi dinh và tôi rằng trên mặt biển tôi đi qua. Xem chú cá tôi mong muốn chúng nhảy ra khỏi đường đây. Thật là vui bằng thế tin vào nơi tôi. Cá mập bơi tung quanh đó xem con cua với trái càng. Cá trình theo bánh xe tôi rất bâng khuâng. Xem mực ông mẹ và con xem con sứa nó bơi bơi. Trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Có rất nhiều hoạt động vui vẻ dưới biển. Hãy xem chúng là gì nhé. Hãy xem qua hang động đó trên chuyến đi với hai ma. Hãy cùng nhảy với sáng hồ và cò bơm ở bên cạnh. Và bạn cũng có thể thấy viên ngọc trai ở trong vỏ. Rất nhiều điều bạn có thể tìm thấy. Cá
mập bơi xung quanh đó, em con cua bay cay càng, cả trình theo bánh xe tôi rất băng khuẩn. Xem mực ông mẹ và con, xem con sứa nó bơi bơi trong thế giới tuyệt vời của biển dài. Và có rất nhiều câu chuyện vui về cuộc sống ở đại dương sẽ cho bạn biết. Chỉ cần hòa mình vào đại dương, bạn sẽ cảm nhận được tất cả. Bơi cùng nhau và cả voi hát những câu chuyện hùng ca, trong thành phố của biển xanh nhưng được lan vàng tươi. Trời được vua bơi quanh đó với nàng tiên ca màu xanh, và đoàn tàu chạy trên đường dày nổi. Cả mập bơi xung quanh đó, xem con cua bơi cay càng, cả chính theo bánh xe tôi rất băng khuâng. Xem mực ông mẹ và con, xem con sứa nó bơi bơi trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Đó là một cuộc phiêu lưu thú vị và ướt át. Hãy sớm trở lại để có thêm nhiều cuộc phiêu lưu với xe lửa Bob. Hãy tìm hiểu màu sắc nào các bé. Màu đỏ. Màu xanh lam. Màu vàng. Màu xanh lá. Màu cam. Màu tím. Màu hồng. Màu đen. Màu trắng. Màu xám. Hey, tớ là xe lửa Bob. Tớ lái xe trên đường ray. Hành khách có thể ngồi trên tớ và du lịch đến những nơi xa. Tớ cũng mang theo những hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Hãy đi và gặp gỡ những phương thức vận tải. Nhìn kìa, có một chiếc xe hơi. Chào Bob. Tớ đang ra ngoài để tham dự một bữa ăn ngoài trời. Hẹn sớm gặp lại bạn Bob ạ. Nhìn kìa các bạn nhỏ, đó là một chiếc xe cảnh sát. Ông đang làm gì vậy xe cảnh sát? Ông cảnh sát đang ngồi bên tôi để bắt trộm đấy. Đó là một công việc dũng cảm. Ông ấy chiến đấu chống lại sự bất công. Cậu đang đi đâu vậy xe cứu hỏa? Trông bạn rất vội vàng. Có những người bị mắc kẹt trong một đám cháy. Tớ phải đi cứu họ cùng với sự giúp đỡ của các nhân viên cứu hỏa. Nhìn kìa, có một chiếc xe cứu thương đang đến. Tôi đang đến để chở người ốm và người bị thương đến bệnh viện. Cậu đang làm gì vậy xe rác? Tớ đang thu gom rác thải. Nhìn đây này, đó là xe nâng và xe ủi. Này các cậu đang làm gì vậy? Chào Bob, tôi đang giúp nâng bằng cách di chuyển các chướng ngại vật. Chào Bob, tôi đang giúp bằng cách bốc dỡ hàng hóa. Tốt lắm các bạn. Hãy nhìn vào các máy bay trực thăng đang bay đi. Tạm biệt Bob. Hey, xe kéo, bạn đang làm gì thế? Tôi kéo đi những chiếc xe bị hỏng và chết máy. Tớ hy vọng các bạn nhỏ đã có niềm vui học tập qua các phương thức vận tải khác nhau.